Đây là Đạt, chàng trai may mắn được cứu sống từ Campuchia trở về Việt Nam. Và ngày trở về, Đạt chỉ còn một chút hơi thở và nhanh chóng mọi người đã đưa em đến bệnh viện để cấp cứu. Khi phát hiện ra thì cơ thể của Đạt đã gãy rất là nhiều các cái bộ phận ở xương vì Đạt không làm theo các yêu cầu ở đất Campuchia. Sở dĩ Đạt sang Campuchia là vì đứa con của Đạt không có sữa để uống. Và ngày Đạt sang Campuchia cũng là ngày mà vợ và con mãi mãi rời xa Đạt. Đến bây giờ, chàng trai này vẫn chưa thể nào liên lạc với vợ và con. Hiện giờ thì vợ và con đã không còn ở chốn cũ nữa. Kính thưa các bạn, đây là Đạt. Sau những cái ngày tháng ở Campuchia thì hồi hương trở về. Tuy nhiên thì ngày trở về thì sức khỏe không được khỏe mạnh lắm. Và bây giờ thì đã trải qua 10 ngày điều trị cấp cứu rồi. Những cái nguy cấp, những cái thời điểm mà nguy kịch thì bây giờ cũng đã vượt qua rồi. Em có thể chia sẻ cho mọi người biết là bây giờ sức khỏe em như thế nào Đạt? Và sức khỏe của em hiện tại cũng tạm ổn 70%. 70% rồi. Em thấy rằng là hiện giờ trong người cái phần nào cơ thể của em nó rủi ro nhất? Và cái phần phổi cũng rút dịch ra. Anh muốn hỏi một điều là hầu như tất cả các bạn từ Campuchia trở về những ngày tháng mà về Việt Nam khi mà ngủ thì đều nằm mơ thấy mình đang làm việc bên đó, thì không biết là bản thân em như thế nào. Dạ mấy ngày đầu em về em ngủ cũng ám ảnh bên đó, cũng ngủ nằm mơ thấy mình đang làm việc vậy. Mỗi ngày em làm việc ở bên Campuchia thì làm bao nhiêu tiếng và công việc là như thế nào? Dạ của em là 15 tiếng, từ 10 giờ đêm đến 2 giờ chiều hôm sau. Em có thể kể cho mọi người biết là cái không gian sinh hoạt của em bên đất Campuchia và cái thời gian mỗi ngày em bắt đầu như thế nào? Dạ mỗi ngày em dậy á là cứ 10 giờ vô ca mình làm, rồi xong tới 2 giờ mình về cái lại vô ký túc xá mình ngủ. Trong thời gian mình làm cho mình ăn 3 bữa trong giờ làm, ngoài giờ làm ra chỉ biết là về ký túc xá nó ngủ thôi chứ nó không cho mình đi đâu hết, không có sự giám sát. Nếu như mình mà muốn đi ra bên ngoài thì mình làm sao? Dạ nói chung là tới 2 giờ là có mặt ở phòng, không cho mình đi đâu hết. Và khi ở trong phòng thì bản thân em và tất cả mọi người sẽ làm gì để hết thời gian? Dạ, chỉ biết là nói chuyện tâm sự với nhau về gia đình, cuộc sống, cùng nhau giúp đỡ công việc cố gắng. Anh nghe nói là trong mỗi căn phòng nó có khoảng từ 8 cho đến 13 người. Dạ đúng rồi. Và trong căn phòng của em á thì các bạn đã tâm sự nhau như thế nào? Dạ thì cũng mình vô mình làm quen với nhau, thì bạn qua lâu chưa, thì bạn làm có được không. Trong tất cả các bạn mà ở trong cái phòng giam với em á thì em nhớ nhất là trường hợp bạn nào không? Em nhớ cái trường hợp một bạn cũng giống như em, không được cũng bị quánh phòng dập luôn, chứ em giờ cũng biết là an ủi bạn ấy không. Ở trong đó thì những cái màn tra tấn thường diễn ra như thế nào? Mình dùng lô điện hoặc là họ lấy ghế họ phang cái sợi dây điện động có gì họ quánh được họ quánh. Có những trường hợp thì khi mà tra tấn thì bên đó họ còn ghi hình lại, họ gửi về gia đình để gây áp lực cho gia đình. Thì bản thân em á, thời điểm mà em bị người ta hành hạ, có ai ghi hình em lại không? Dạ không, thấy mấy người trước thì có chứ em Cái trận mà khiến cho em phải nhập viện khi mà người ta hành hạ đó là người ta tấn công em bằng ghế và nhiều người giẫm đạp. Vậy thì đánh ở phần nào lúc đó em hoảng loạn nhất? Dạ, cái phần em đáng nhất nhất là phần bên hông, nó giọng bên hông. Và sau đó thì mình đau quá mình ngất xỉu. Dạ, ngất. Ngất xong rồi nó kêu mình đứng lên, cái đứng lên nó đạp tiếp. Dạ, ba bốn người rồi tấn công em bằng đòn đập. Đòn đập vào đòn giọng như bụng. Đòn hơi bụng là nín thở. Cũng được 2 giây, 2 3 giây. Anh nhớ rằng là hồi đó em đi qua Campuchia thì em bị người ta gạt, dụ dỗ em là
đi qua đó để giao trái cây. Dạ đúng rồi. Và đến lúc tỉnh giấc dậy thì là thấy mình ở đất Campuchia. Dạ. Cái phản xạ đầu tiên của em có ý định là bỏ trốn ngay thời điểm đó hay dạ. không? Lúc đó là mình cũng nghĩ là để mình làm đó một hai bữa để coi theo dõi tình hình thế nào để mình bỏ trốn. Và sau được lời khuyên của mấy người trong phòng á, kêu bỏ trốn thì cứ nước chết thôi. Cho mình mới cắn răng chịu đựng mình làm tới bây giờ. Nhưng mà 2 tháng nhiều người làm cả năm trời, người ta mới bị tra tấn, em mất cả 2 tháng năm. Dạ. Sao mà nghiêm trọng như vậy? Tại vì họ muốn chấn lột em, nó thấy em làm được á, rồi lấy tiền của em. Tại lúc đầu là nghĩ là lấy cái tiền của mình làm được để mình chuộc mình về cho cha mẹ đỡ cực. Không ngờ nó không trả em mà quánh em. Ở bên đó thì sẽ được gặp rất nhiều người Việt bị giam ở đó. Dạ. Cái thống kê của em khoảng bao nhiêu người trong cái công ty của em? Dạ, trong công ty cũng cả ngàn người. Dạ. Nam có, nữ có. Đủ tuổi đó. Và em có chứng kiến người nào cực kỳ lớn tuổi? Dạ không ạ. Nhỏ nhất là tầm 35 độ lại. 35 độ lại? Dạ, lớn quá là người ta thả về. Hoặc là cho làm việc khác. Quản lý là người Việt Nam. Dạ, quản lý là người Trung Quốc. Còn những cái người mà quản lý thông dịch viên á, dạ, là người Việt Nam. Và có khi nào họ lại mong muốn là thấy mấy anh em tụi mình bị hành hạ quá rồi, họ mong muốn là năn nỉ giùm ngược lại quản lý, dạ, Trung Quốc không? Ở đó là không có ai năn nỉ đâu. Không làm được là bị đòn thôi. Không có gì. Khi mà em đi á, thì em không liên lạc được vợ. Dạ. Hiện tại bây giờ cũng không liên lạc được. Tại từ lúc em đi á, là bên nhà vợ là bắt vợ con về nhà luôn, cắt đứt liên lạc với em luôn. Vì sao vậy? Tại vì nói chung là bên vợ không có khoái em. Dạ. Khi em làm không có tiền, không lo được cho vợ con, nên là cắt liên lạc với em. Nên giờ con không liên lạc. Đó có phải là cái việc mà em quyết định là đi làm thật xa để có tiền mua sữa cho con không? Hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Kể anh nghe với. Dạ, trước cũng quen nhau qua mạng, qua Facebook. Xong mới tới nhà chơi. Rồi cha mẹ lúc đầu là ba vợ thôi. Thì mới chấp nhận em. Mà mấy vợ không có quái em lắm. Nên là ông bà, cho nên là sản dịp này mới bắt hai mẹ con về nhà hồng, chắc đứt là cái lúc đầu thì ba vợ thương em. Dạ, ba vợ thương em, muốn em làm rể. Nhưng rồi tại sao sau này lại không còn tình cảm nữa? Sau này cái kiểu qua thấy em là không có tiền hết, không có lo được cho cái giá, thì cũng bắt ba con về. Hai vợ chồng là quen nhau được bao nhiêu năm? Dạ, cũng 2 năm. Hai năm thì thời gian nó đâu có dài đâu, nó ngắn lắm. Dạ. Mình còn tiền tích lũy, mình còn nhiều thứ chứ. Dạ. Ngay từ đầu là bà không phái em ngay từ lúc em về. Dạ. Tại ổng thương em á, ổng mới chấp nhận gả con cho. Và mãi cho khi mà em ở đất Campuchia, em gọi điện thoại về nói chuyện với vợ. Dạ. Thì vợ em đã tâm sự gì với em? Thì vợ cũng nói bây giờ ráng nào em ở bên nhà ngoại rồi em cũng yên tâm. Vợ có lo lắng là tính mạng của em rồi mọi thứ không? Nói chung không có lo gì, cứ lo thì bình thường vậy á, không có tí nào gọi lo lắng. Và em có biết rằng là vợ em có nghĩ em ở bên đó gặp nhiều nguy hiểm không? Dạ. Em gọi điện về á, mẹ em gọi điện về bên vợ. Cái vợ kia chắc nghĩ bị bán ngoại tệ, bị giết rồi. Chứ không nghĩ gì. Hỏi là gọi về chỉ có câu đó mà. Chưa chắc gì em đã sống quay về. Là vợ hiện giờ vẫn cứ nghĩ như vậy. Dạ. Từ lúc em về Việt Nam được hơn 10 ngày rồi. Dạ. Và cũng vẫn chưa tìm được thông tin của vợ. Dạ, cũng chưa liên lạc được. Nếu như sau này em khỏe thì em có ý định là về nhà ba mẹ vợ để thăm lại vợ con không? Tại vì bà ngoại cũng có nói á, là không muốn em về bên đó.
Cho nên một phần cũng đang suy nghĩ. Nhưng mà dẫu sao cũng là con mình, nhớ chứ đúng không? Mỗi lần nhắc đi con cũng nhớ. Anh nghĩ rằng là nữa, dù sao thì em với vợ em cũng là tình nghĩa vợ chồng. Có nhau mặt con, vợ cũng không có đành đoạn mà gặp thấy em gặp nạn mà bỏ em rơi em đâu, anh tin vậy. Có nhau mặt con thì không dễ dàng mà dứt cái tình đi. Em cũng hy vọng. Em thử chủ động gọi thử sao, để sau khi khỏe em về em kiếm khách liên lạc ấy. Hổm giờ thì em có gọi chưa? Dạ rồi, em gọi nhiều lần rồi. Chuông vẫn đổ. Dạ không, số điện thoại gì em không có nhớ. Em mà em liên lạc bằng Zalo với Facebook á, mà mất máy em không có gọi được. Và cũng không thấy dạ. Hồi âm luôn. Dạ không biết. Hôm trước anh có đến thăm em thì anh có chia sẻ cái thước phim đó. Dạ. Thì anh nghĩ rằng là ít nhiều gì vợ em hoặc là bà con phía vợ em cũng xem được. Dạ. Nhưng mà cũng có thể là không có thông tin của em để liên lạc. Dạ. Thực sự thì nếu mà vợ em có xem được cái thước phim này, em có muốn nhắn gì cho vợ và con không? Em chỉ muốn gửi lời nhắn là sau khi anh khỏe về thăm, hy vọng là má cho vô nhà đi được thăm con. Cái sự lựa chọn đi làm ở nơi xa, có được 800 ngàn trong 3 ngày để có tiền mua một hộp sữa cho con, để rồi em phải 2 tháng ở bên đất Campuchia một cách khủng khiếp như vậy. Đến bây giờ em thấy sự lựa chọn đó có hối hận không? À, giờ mình suy nghĩ là thế. Nhưng mà sự hy sinh đó với một cái mục đích vẫn chỉ là nuôi con thôi. Anh nghĩ rằng là em nên trải lòng với vợ hiểu. Anh đi là để cũng chỉ là để mua một hộp sữa cho con, không bị thiệt thòi như bao đứa nhỏ khác. Con em thì bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em muốn 5 tháng. 5 tháng. Mấy 5 tháng. Thường thì người ta đứng bên cái bờ vực mà sinh tử á, thì trong cái giây phút mà bị chóng, bị ngất xỉu á, hoặc lúc mà người ta họ tỉnh dậy á, thì luôn luôn sẽ nghĩ về một người đầu tiên. Lúc em bừng tỉnh dậy, em thấy em được cấp cứu ở đất Campuchia, thì trong đầu em nghĩ đến người nào đầu tiên? Dạ là vợ. Vợ và con. Với mẹ. Vì sao em lại nghĩ cho vợ và con đầu tiên? Tại những phần cũng nhớ vợ với con. Mẹ cũng nhớ. Và vợ con với mình thì sống với mình nhiều hơn. Anh nghĩ rằng là em khỏe, em nên đến nhà vợ một lần để hỏi vợ và con. Biết đâu rằng là cái sự chân thành đó nó thay đổi suy nghĩ của mọi người trong nhà. Và mình không bị cảm giác tiếc nuối nữa. Em cũng hy vọng. Tính tới là bây giờ thì em gần 3 tháng rồi. Không được nhìn thấy mặt con, không biết được thông tin về vợ. Vì sao em nghĩ rằng là vợ đã dời về nhà ba mẹ rồi? Dạ lúc em đi á, là em có được phép gọi về nhà. Là cũng kêu thôi vợ về nhà, ông bà ngoại đỡ đi. Sau một năm thì sẽ quay về. Em làm có tiền gửi tiền sữa về cho con. Mà không ngờ lại bị như vậy. Lúc mà em gọi điện thoại tâm sự với vợ, lúc em vẫn đang bị nguy hiểm ở đất Campuchia, nhưng mà em thấy là tất cả mọi người không có một chút lo lắng gì. Dạ. Thực sự khi mà kết thúc cuộc gọi đó, em có cảm thấy hụt hẫng không? Dạ cũng buồn. Nhưng chả biết gì hơn, hoài buồn. Có nhiều người thì họ ở đất Campuchia họ tuyệt vọng. Dạ. Họ chọn một cái kết rất đau lòng, đó là nhảy lầu. Em bắt đầu cũng tuyệt vọng mà sẽ nghĩ lại còn mẹ ở nhà nên lấy động lực để sống tiếp. Thật sự thì mẹ em là mấy ngày qua lo lắng cho em rất nhiều. Vay mượn mọi thứ, cầm cố nhiều thứ lắm. Hôm nay thì anh đến thì anh gửi cho gia đình mình 20 triệu.
để ngày mai em tạm ứng cái chi phí mà lo cho gia đình ha, lo sức khỏe. Em cảm ơn anh và mọi người rất là nhiều. Cho anh gửi, anh cắt đấy. 20 triệu đồng. Em cảm ơn anh và cộng đồng đã giúp đỡ em. Tính ra là từ bữa giờ là thấy ốm hơn cái hôm hôm ngày đầu anh gặp. Dạ. Có vẻ là ốm hơn. Vì suy sụp tinh thần. Rồi. Điều gì? Điều gì khiến em suy sụp? Nhưng một phần suy nghĩ về gia đình, mất số nợ, rồi về vợ con. Hiện giờ em biết là nhà mình hiện giờ nợ bao nhiêu không? Dạ em không nắm rõ, tại vì mẹ em mượn á, để lo trả chữa cái. Em biết chính xác bao nhiêu. Để anh hỏi mẹ thử ha. Dạ. À, đây là mẹ của Đạt. Và từ hôm bữa đến giờ thì tình hình sức khỏe của Đạt như thế nào vậy cô ạ? À? À, mấy ngày đầu vô thì cứ đặt ống á. Đặt ống rồi hút cái chất dịch với là máu bầm ra. Rồi hôm qua bác sĩ nó là đỡ nhiều lắm rồi. Chiều hôm qua bác sĩ cho rút ống. Bây giờ điều trị bằng kháng sinh. Nhưng mà bác sĩ nó bây giờ bác sĩ khuyên thôi về đi, khó khăn quá, nằm ở đây thì phòng rồi này nó rất là mắc. Nên bác sĩ ngày mai cho xuất viện. Ờ, nãy Đạt có nói với con đó là khá lo lắng cái số nợ của mẹ đang đối mặt. Thì chị có thể tiết lộ em biết là hiện giờ mình lo cho con mình thì mình mắc nợ hết bao nhiêu? Nói chung là mới đầu là con mượn 30 triệu. Rồi con quy ra góp 2 triệu 7 là thành ra khoảng 42 triệu đó, cô cũng chấp nhận luôn. Tại vì vô đây là ngoài cái đóng tiền viện là còn nhiều khi cái phát sinh ở phía ngoài nữa, có thêm thuốc này nọ là điều trị, đặc trị á. Rồi hôm nay nó nằm nó khóc. Cái cô mới nói là thôi bây giờ con chỉ việc ăn ngủ, nghe lời mẹ, con thương mẹ, con chỉ việc ăn ngủ thôi, tiền bạc với cha mẹ lo. À, hôm nay thì con đến con gửi cái số tiền 20 triệu á, từ một cái chú tên là Nghĩa. À, chú Nghĩa đó sau khi xem cái clip con thì thấy là thương Đạt quá. À, vì lo cho con của mình mà phải như vậy thì cô cứ lo tạm thời các cái chi phí viện phí ở đây đi, rồi cứ ráng điều trị cho Đạt. Tại vì hôm trước thì có hai được trường hợp mà vì tiết kiệm tiền mà cuối cùng ra đi luôn. Một cậu bé ở dưới Long Xuyên bị phổi y như là Đạt vậy nè. Trường hợp đó là em trai 17 tuổi à. Rồi mới đây nhất là em tên Túng, cũng ở khu Osmart của Đạt luôn. Cô thì nói thật ra là đối với cô, con cái là trên hết. Dù nghèo nghèo nhưng mà cô hết lòng lo cho nó, cô không có hà tiện cái đó đâu. Cô đây nó không ăn được, cô cứ mua sữa là sữa ăn chua với yến là nó không ăn được, cô cứ cái đó mà bảo dưỡng cho nó. Trong mấy cái bạn mà anh có chia sẻ thì em có thấy bạn nào quen không? Yeah. À, có một bạn ở khu em luôn, tên là Túng, bị người ta đánh sau đó là bò lết ở cửa khẩu và ta đưa về Việt Nam, mới mất anh đây một tuần trước. Túng phải người mà em cứu giúp mổ không? Em thấy bỏ xác ở biên giới rồi về cái em đó em quyết định em cứu đó. Vì gia đình cũng tiết kiệm tiền và em nó bị sốc thuốc khi bơm thuốc vào thì cơ thể bị phản ứng lại cái kháng sinh đó. Thì tất nhiên thì phải chấp nhận cái chuyện là có những cái rủi ro. Nhưng mà số xui. Tức là những cái lớp clip nào mà Phong đăng lên cô cũng coi, cô thấy cô sợ quá. Cho nên là cái khu mà của Đạt đang ở là khu khét tiếng bậc nhất ở Campuchia. Tòa số 7 đúng không? Dạ. Tòa số 7. Phải nói là mừng hết lớn, là nó được thuốc lớn. Không phải tốn những chi phí để chuộc về. Và cũng không phải căng thẳng. Phước may sao mà những người Campuchia bên đó họ thương tình họ đưa về. Số lớn thiệt. Cô cứ từ lúc nghe tin nó đi là cô cứ cầu nguyện mẹ Quan Âm, cô đi cái chùa nào cô cũng khóc bằng cái lòng thành tâm của mình. Rồi cô nghĩ là chắc là được bề trên giúp đỡ. À, hiện giờ thì nằm ở bệnh viện này một ngày là 500 ngàn tiền viện phí. 500 rưỡi nha. À, thôi cố gắng điều trị. À, tuần này thì anh hơi bận, tuần sau thì anh sẽ quay trở lại thăm sớm. Hai mẹ con cố gắng giữ sức khỏe nha. Dạ, cô cảm ơn nhiều. Cảm ơn chú Nghĩa. Dạ, cảm ơn chú Nghĩa nhiều đã được đỡ cho con. Rồi chừng nào khỏe thì đi thăm vợ con nha, nên đi một chuyến. Dạ.